Đi một ngày đàn tốn mấy chục ngàn tiền Hasaki. Làm anh khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Tiệm bánh chén tuổi thơ. Đường này tên gì ta? Không nhớ luôn. Để về nhà hỏi Quang Linh. Quang Linh thầy Đạt, sư phụ. Với lại mấy anh em ngày xưa chơi game chung nhau hay mua bánh chén đây. Lại là quán hủ tiếu cũ ha, chợ ở ngoài chợ Hóc Môn. Chỗ này quá quen luôn rồi, anh em ở Hóc Môn quá quen chỗ này. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, có trái tim màu hồng mà có cái ấn hầu quang ra sao, mà tất nhiên là tôi thấy mắt thấy tai nghe chứ không phải là tôi đành chim hót. Tôi dụi bắt thêm một lần nữa à, tôi thấy động đất à? Không phải, đấy là bọn anh đang đi lên. Anh em ở giờ ông mồm mà kêu không biết quán này là chắc xỉu liền. Ủa trời ơi, nói rồi mà, đi một mình thì không sao đâu, nhưng mà làm anh khó lắm. Có chết mẹ mày rồi. Có hai lần tốn tiền. His name is John Cena.